Dù có thời điểm chỉ có vài trăm USD trong tài khoản ngân hàng, nhưng nhờ tài lãnh đạo của Hanno Renner, Personier hiện đã huy động được tổng cộng 500 triệu USD từ các vòng gọi vốn tiền IPO. Chỉ trong 6 năm, công ty phần mềm Personier đã trở thành một trong những công ty khởi nghiệp giá trị nhất châu Âu với mức định giá 6,3 tỷ USD. Tuy nhiên, CEO 31 tuổi Personier, anh Hanno Renner vẫn luôn nhớ về thời gian công ty gặp muôn vàn khó khăn về tài chính khi mới thành lập. Renner kể lại, có thời điểm Personier chỉ có 226 USD trong tài khoản ngân hàng trước khi nhận được khoản đầu tư đầu tiên. Renner là nhà đồng sáng lập công ty Personier tại Munich, Đức vào năm 2015 cùng với Roman Schumacher, Arsenio Vashini và Inak Fosmier. Cả bốn người gặp nhau khi đang học tại Trung tâm Quản lý Công nghệ Kỹ thuật số ở Munich. Personier tập trung phục vụ khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ý tưởng thành lập công ty đến với Renner sau khi anh nghe được một người bạn phàn nàn rằng mình đang gặp khó khăn trong việc quản lý nhân sự vì thiếu phần mềm cần thiết. Cả bốn người bạn đã cùng bàn bạc để tìm ra giải pháp. Khi còn là sinh viên, họ không có văn phòng riêng nên bốn người phải làm việc ở bất kỳ không gian nào họ có tại trường đại học. Họ cũng cố gắng tiết kiệm hết sức có thể để trang trải chi phí vận hành công ty. Sau khi được khách hàng trả tiền cho phần mềm đầu tiên, bốn người dùng doanh thu này để mua giấy phép phần mềm, thuê một văn phòng nhỏ và tuyển vài nhân viên. Không lâu sau đó, vào tháng 7 năm 2016, Personia đã huy động được 2,3 triệu USD trong vòng tài trợ hạt giống. Một trong số các nhà đầu tư bao gồm Global Founder Capital, nhà đầu tư của LinkedIn và Facebook. Trước khi Personia nhận được khoản tiền tài trợ đầu tiên, cả bốn nhà sáng lập đều nhất trí rằng công ty sẽ phải thanh toán mọi hóa đơn đang nợ, dù tình hình tài chính có eo hẹp thế nào đi chăng nữa. Theo Renner, đây là một cách giúp công ty giao dịch cây quỹ dễ dàng hơn. Sự kiên trì đã được đền đáp. Sau vòng tài trợ đầu, tình hình tài chính của Personia thay đổi chóng mặt. Trong vòng gọi vốn Serie A mới nhất hồi tháng 10, Personia đã huy động được 270 triệu USD và được định giá 6,3 tỷ USD. Đây là một bước nhảy vọt với công ty khi hồi tháng 1 chỉ được định giá 1,7 tỷ USD sau vòng Serie D. Tổng cộng, Personia hiện đã huy động được hơn 5 triệu USD từ các nhà đầu tư. Không giống như hình ảnh một công ty khởi nghiệp non trẻ và thiếu thốn vào năm 2016, Petronia hiện vẫn có nguồn dự trữ đáng kể từ vòng đầu tư vào tháng 1. 270 triệu USD vừa huy động sẽ được dùng để phát triển danh mục phần mềm mới nhất với tên gọi là tự động hóa quy trình làm việc của con người. Công cụ này được kỳ vọng sẽ giúp xóa bỏ rào cản phần mềm giữa bộ phận nhân sự và các bộ phận khác trong công ty. Điều hành một doanh nghiệp phần mềm hàng tỷ USD là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ đối với Renner. Tuy nhiên, chàng trai 31 tuổi cũng từng có kinh nghiệm lãnh đạo khi từng làm thuyền trưởng du thuyền thời đại học. Renner chia sẻ, anh có niềm đam mê về chèo thuyền, vì vậy Renner quyết tâm lấy bằng lái du thuyền để kiếm tiền. Nhờ đó, Renner không chỉ thỏa mãn đam mê mà còn được trả tiền để lái thuyền đi khắp thế giới và trang trải học phí. Dù vậy, công việc này không phải lúc nào cũng vui vẻ và hấp dẫn. Hanno Renner luôn phải chịu trách nhiệm với thủy thủ đoàn và hành khách, khiến công việc căng thẳng và khó khăn hơn hầu hết mọi người nghĩ chính trải nghiệm trên đã giúp renner chuẩn bị tốt cho vai trò giám đốc điều hành personier renner được đánh giá là một ông chủ tốt khi luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc tiếp thu ý kiến đóng góp từ nhân viên với renner việc xây dựng công ty không phải để trở thành ông chủ của ai đó anh luôn khuyến khích nhân viên personier tham gia vào việc sở hữu công ty với hơn 1.000 nhân viên, tăng từ 350 nhân viên vào năm 2020, Bersonier là một trong những cái tên dẫn đầu trong lĩnh vực phần mềm quản trị ở châu Âu, cùng với các đối thủ như Hybop, Sharp và Simforce.